Hơn 300 km cao tốc nối qua 5 tỉnh thành miền Trung được thiết kế mỗi đoạn một kiểu gây khó cho tài xế. Nhiều lái xe mới chạy lần đầu trên tuyến cao tốc này phải chuyển trạng thái liên tục vì đường làm chưa đồng bộ. Dù được đầu tư và đưa vào sử dụng sớm nhất, nhưng 140 km cao tốc nối từ Quảng Ngãi Đà Nẵng lại là đoạn chuẩn cao tốc. Đoạn này được thiết kế mỗi bên hai làn đường và một làn dân khẩn cấp đáp ứng được nhu cầu kết nối Bắc Nam. Trừ dịp Tết, hầu như giao thông trên tuyến này đều thông suốt, diễn ra an toàn. Tuy nhiên, 170 km còn lại, nối từ Đà Nẵng đến Quảng Trị thì chưa được đầu tư đồng bộ như vậy. Tuyến cao tốc từ Hòa Liên, La Sơn, Cam Lộ hiện được đầu tư giai đoạn 1, mỗi bên một làn đường và không có giải phân cách ở giữa. Trong đó, đoạn Hòa Liên, La Sơn có địa hình đường núi đồi dốc, những đoạn cho phép vượt thì phải lấn sang làng đối diện đoạn La Sơn Cam Lộ đưa vào sử dụng sau, thiết kế những đoạn vượt riêng biệt. Trung bình cứ 10 km thì sẽ có một đoạn vượt dài 1,5 đến 2 km, có thiết kế mỗi bên hai làn đường có giải phân cách giữa. Với việc mới đầu tư giai đoạn 1, cao tốc từ Hòa Liên, La Sơn, Cam Lộ mang đến trải nghiệm chưa hoàn hảo và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đặc biệt là còn nhiều bất cập trong cách gọi khi cao tốc nhưng tốc độ chạy không cao, ngoài ra lái xe luôn đối diện nguy cơ thường trực va chạm với xe hướng ngược chiều. Hiện nay đoạn từ Hòa Liên La Sơn Cam lộ được đánh giá không đủ tiêu chuẩn cao tốc, được khai thác tiêu chuẩn đường đồng bằng cấp 3 với tốc độ từ 60 đến 80 km/h vừa qua trên tuyến này đã có vụ tai nạn nghiêm trọng làm ba người tử vong do vậy lái xe phải tuyệt đối chấp hành các khuyến cáo mà cơ quan quản lý đưa ra để hạn chế thấp nhất tai nạn do lỗi chủ quan